Hello everybody, xin chào tất cả mọi người ha. Trong video ngày hôm nay, thầy và các bạn sẽ đi ôn lại nội dung bài học của ngày 18 và ngày 19 tháng 11, có nghĩa là thứ bảy và chủ nhật tuần trước. Mọi người nhớ lắng nghe và lặp lại cho thầy ha. Thứ nhất, chúng ta đến phần vocabulary. Về phần phonics thì tuần trước chúng ta đã học về âm long ừ. Rồi, mọi người lặp lại cho thầy ha. Ừ. Ừ. Blue, blue, glue, glue, clue, clue, Tuesday, Tuesday. Rồi tiếp theo chúng ta đến phần supplements với cái từ vựng đầu tiên là swan. One, goose, goose, rooster, rooster, mouse, mouse, sniff, sniff, look, look, run, run, hide, hide, on the farm, in the forest, Rồi chúng ta sẽ đến với phần structure. Về câu hỏi thứ nhất, chúng ta sẽ có câu là What animal do you like? Và trả lời là I like. Câu này có nghĩa là loài động vật nào mà bạn thích, hay là bạn thích loài động vật nào. Và mình thích con nào, mình sẽ trả lời là I like cộng với loài động vật đó. Ví dụ ha, What animal do you like? Mình thích sư tử, mình sẽ trả lời I like lions. I like lions. Và nhớ những con vật khi mình trả lời thì mình phải có s ở cuối ha. Nhớ có s ở cuối lions. Rồi, mọi người lặp lại theo thầy ha. What animal do you like? What animal do you like? I like lions. I like lions. Rồi, tới câu hỏi thứ hai, nó tương tự như ở trên. Nhưng nó có chữ don't. What animal don't you like? Trả lời là I don't like. Có nghĩa là loài động vật nào mà bạn không thích. Mình không thích, mình trả lời là I don't like. Và cộng với cái con vật đó ha. Ví dụ như mình có What animal don't you like? Mình không thích hổ. Mình sẽ trả lời là I don't like tigers. I don't like tigers. Rồi, mọi người lặp lại với thầy ha. What animal don't you like? What animal don't you like? I don't like tigers. I don't like tigers. Rồi, đến câu hỏi số 3. What is your favorite toy, color hoặc là animal? Mình sẽ trả lời là My favorite toy, color hoặc là animal is. Thì câu này nó có nghĩa là loài vật nè, màu sắc nè, món đồ chơi nào mà bạn yêu thích nhất. Đấy, hoặc là món đồ chơi, màu sắc, đồ vật mà bạn yêu thích nhất là gì. Mình sẽ trả lời lại là món đồ chơi, màu sắc, con vật mà tôi yêu thích nhất là, và cộng với cái con vật màu sắc đó. Ví dụ như mình hỏi là con vật nào mà bạn yêu thích nhất. What is your favorite animal? Và con vật mình yêu thích nhất là con thỏ. Mình sẽ trả lời là My favorite animal is rabbit. Rồi, mọi người làm lại thế này ha. What is your favorite animal? My favorite animal is rabbit. What is your favorite animal? My favorite animal is rabbit.
Rồi, câu hỏi thứ tư, câu hỏi cuối cùng. Where do the animals live? Câu này có nghĩa là con vật đó sống ở đâu? Thì có hai cách trả lời. Một là they live, hai là tên con vật đó, và leave, tên con vật đó, leave. Ví dụ, chúng ta có Where do the tigers live? Where do the tigers live? Where do the tigers live? Mình sẽ trả lời là They live in the forest. The tigers live in the forest. Câu hỏi này cũng đã kết thúc lại buổi học ngày hôm nay ha. Buổi ôn tập ngày hôm nay, các bạn nhớ ôn lại các câu hỏi và ôn lại các từ vựng ha. That's the end of the video. Thanks for watching.